một địa điểm ăn nướng hẹn hò view triệu đô dành cho các cặp đôi hay là tụ tập mà mình nghĩ mọi người không thể bỏ qua, và trải nghiệm lần đầu tiên ăn bề bể nướng của mình như thế nào. Cùng mình khám phá Mortimer ở 198 Xã Đàn nhé. Quán có 5 tầng với không gian xanh biển cả. Trước tiên thì chúng mình order set buffet tại bàn, sau đó thì sẽ ra quầy live tự chọn đồ. Thịt đã được tẩm ướp đậm vị để ăn nướng, còn loại chưa ướp thì dành cho các vị ăn lẩu. Mỗi tầng sẽ có một quầy live riêng như này để đảm bảo review đủ đồ cho mọi người. Tranh thủ nhặt lúc không có khách chứ như lúc đầu mình quay đấy, siêu đông. Đi ăn nướng thì lúc nào cũng phải chọn phần bò tảng, phần diềm bò, bởi vì cái phần đó thịt mềm mà nó không bị khô. Miếng thịt đỏ au rất là hấp dẫn nhá. Thêm một ít bò lúc lắc, thịt thà các thứ nữa cho đủ combo. Các loại sốt thì đã được bày đủ trên quầy live rồi. Thích gì thì lấy để ăn thôi, mình lấy tất. Rồi có tráng miệng mà các loại hoa quả. Đồ ăn kèm thì có kim chi, salad, bánh mì vân vân. Nói chung theo kinh nghiệm của mình thì cứ lấy mỗi thứ một ít cho đủ. Còn muốn ăn thêm buffet hải sản thì cộng thêm 39 cành một người. Sẽ có thêm bề bề, tô mực và bạch tuộc. Tin mình đi, mọi người ăn bữa này xong không thất vọng đâu. Phần sốt thì mình giới thiệu từ đầu rồi, mọi người đun nóng lên rồi hãy chấm. Cái sốt sữa chua thì vẫn là ngon nhất, best cho lòng mình. Hoặc là mọi người có thể chấm sốt me cho basic. Đừng quên ăn hàu nhá, béo múp míp luôn. Rồi bây giờ đến chuyên mục lần đầu tiên trong cuộc đời mình được ăn bề bề nướng. Ủa, gì vậy? Bề bề nướng? Mọi người không nhầm đâu, mình đã hỏi lại nhân viên 2 lần và cả quản lý nữa. Không thể tin được là bề bề nướng sốt me nó lại đỉnh đến thế. Ngon quá trời ngon, nên thử nha mọi người. Xin thề. Quán đang có khuyến mãi đúng 5.000 suất buffet. Không book nhanh hết suất giáng trị. Buổi trưa thì được giảm 20% cho bàn đi từ 3 người. Còn buổi tối thì sẽ đi 4 đến tiền 3 như bọn mình nè. Tính ra thì chỉ 135.000 một người, quá là hời.